lách cách giờ từng giờ trôi nhanh, tiếng phim vang khô khốc kìa. Không điện thoại hàng hiệu thì lại laptop. Thời trang hôm nay, ngồi cà phê cùng nhau mỗi người một hướng, cứ thế kêu tình tình. Ngồi trở lại Facebook chẳng ai nói gì với nhau kia. Thời này đây, thời của face, thính thì đầy nhưng tình yêu thì không thấy. Thời này đây, công nghệ thì đầy, sống thì ảo mà mơ thì hão. Người nông dân giờ biết phải làm sao, người nông dân thì biết phải làm sao. Đi đâu em vậy? Đẹp gì kỳ vậy? Làm dữ hả? Trời đi đâu? Ơi, ơi, còn đi đâu đây nữa mà hỏi đi đâu lần sau? Chị ơi, chị cần kiếm mặt hàng nào ạ? Cho tôi loại ban đêm. Không, ban ngày. Mà thôi ban nào cũng được. Ê, đêm nay em ngủ với chị đi. Chị ơi, dạ không được đâu chị ơi. Nè. Chị à, em em ngủ ở dưới phòng khách được rồi. Tôi nghe đây à? Dạ em nghe đây ạ. Cô bỏ đi không gặp tôi nữa hả? Dạ. Dạ em đang kiếm việc làm. Bởi vì bây giờ em cần thuê nhà ở, cho nên em sẽ không làm mưu sinh cho chị đâu ạ. Rảnh không? Gặp nhau đi. Dạ. Ngon không? Em chưa cho. Anh muốn gặp em. Em yêu, em có muốn gặp anh không? Có. Ngày 29 tới nha, lúc 21 giờ em nhé.
Dạ, em đồng ý. Trời ơi, mùi gì vậy em? Cháy rồi. Sao em không tập trung vậy? Em... em lên lầu hóng gió xíu nha. Anh Quang hả? Ngày mai gặp em được không? Tôi không có rảnh. Anh bận lắm hả? Tôi bận lắm. Vừa mới hôm qua, mình vẫn còn là bạn bè với nhau được mà. Em sẽ không bắt anh ăn cháo vịt nữa đâu nha. Vậy chiều mai 5 giờ quán cũ ha. Ok anh, vậy ngày mai 5 giờ nha, ở quán cũ nha. Em sẽ tới. Có chuyện gì vậy anh? Dạ em chào anh. Dạ, cho em hỏi đây có phải nhà chị Linh không anh? Đúng rồi. Dạ, em tới đây giao hàng ạ. Bao nhiêu tiền? Dạ, đây là bộ đầm, cộng thêm phí ship là 20k. Tiền hàng là 2.395.000. Được rồi. Dạ anh ký giúp em. Cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Có người ship đồ cho em nè. Anh thấy đẹp không? Anh thấy em không hợp với những đồ như vậy đâu. Trong tủ bao nhiêu đồ kia mà. Nhưng mà em mặc một lần là em chán rồi. Toàn đồ mắc tiền mà mặc một lần rồi chán. Anh á, tính từng đồng từng cắt với em từ hồi nào vậy? Không phải như em nghĩ đâu. Anh á, ích kỷ lắm. Anh chỉ nghĩ với bản thân anh thôi à. Anh á, phải cho em cái quyền được làm đẹp chứ. Anh nói anh thay đổi mà anh vậy á hả? Dạ, mai tin mới của sếp đây à? Chạy nhanh một chút nữa là bắt được nó rồi, xui như quỷ. Dạ, em thấy máy tính của sếp còn tốt, sao phải mua máy mới vậy? Mất rồi. Mất? Sao lại mất? Cướp. Trời ơi, thằng nào gan mà dám cướp đồ sếp vậy? Em mà bắt được em xử lý nó. Biết ai đâu mà xử, cướp xong rồi cũng bỏ chạy mất dạng. Máy tính của sếp có gì quan trọng không à? Tất cả những nội dung công việc của tôi trong đó. Chỉ cần lấy nó là có tất cả. Vào đi. Cậu ra ngoài đi. Dạ. Em chép tất cả dữ liệu vô đây cho sếp rồi, sếp xem đi. Ủa, làm sao cậu có mấy cái này? Trước giờ dữ liệu nào mới em đều sao chép lại hết, làm theo yêu cầu của chị mà. Thôi em ra ngân hàng có chút việc nghe chị. Cảm ơn cậu, cậu đi đi. Dạ.
mình phải nhanh chóng tìm được cái máy tính đó. Nè, quán. Tôi coi này hay lắm. Không rảnh. Đừng có hỗn láo với tôi chứ. Anh theo dõi cộng sự của Lena để làm gì? Làm gì kệ tôi. Ừ, kệ thì kệ. Kệ cái gì mà kệ. Theo dõi cộng sự của Lena trên đường phố hả? Và anh theo dõi cộng sự của Lena đến với công ty khác. Cái này mà chơi trò chơi tống tiền á, cũng được kha khá à. Đừng có làm trò trẻ con. Xóa đi. Dễ lắm. Nếu muốn tôi xóa thì làm ơn biến khỏi công ty này đi. Đừng có lãng vảng bên cạnh Lena để làm gì hết. Nè, tôi là thư ký của Lena, không đi theo cô ấy. Chẳng lẽ tôi đi làm thư ký cho bảo vệ hả? Nói nhiều chỉ cho mất thì giờ. Tôi cho anh 2 ngày để suy nghĩ. Nói trước cho anh biết, Lena rất ghét mấy cái thằng cha mà làm việc không minh bạch. Không cần phải dọa. Thích thì đang đi. Ê, cứ suy nghĩ đi nha. Đừng có vui mừng vội. Bộ đầm đó nhất định có vấn đề. Anh Bảo, cho em hỏi cái này làm sao anh Bảo? Đánh nhanh rút gọn chỉ còn cách tìm ra thằng nào là người tình ứng mà bấm nó ra trăm mảnh, ném cho cá ăn nó hết tai họa. Ê, hai ông. Gì vậy? Anh Bảo không sao vậy? Sao là sao? Chảnh ghê vậy? Tôi hỏi chị có chút xíu mà không thèm trả lời luôn á. Nhìn ổng lầm lầm lì lì như tàu điện, đầu óc chắc bị khùng rồi. Nè, mấy người nói như vậy là hiểu lầm anh Bảo rồi. Mấy dự án vừa rồi á, không do ảnh hả? Thì tiền đâu mà phát lương cho mấy người? À, cũng đúng. Thôi vô làm việc. Không, tiếp đi. Làm việc đi. Ừ. Tối nay nhất định phải tìm ra cái gì đó. Được rồi, cứ chờ đó mà coi. Đây, mọi người làm việc tốt lắm. Bây giờ mình đi ăn trưa. Mạnh ai nấy trả. Đùa thôi, sếp đãi. Hay quá. Nói vậy đi sếp. Tranh thủ đi, sếp đang đợi nhà hàng đó. Dạ. Mình đi. Nghỉ anh ngơi bảo. Thôi. Đi. Đi. Ủa, cậu Bảo không đi ăn trưa à? À, hồi sáng em có ăn tô phở của bà Năm đầu hẻm. Không hiểu bà cho cái gì vào. Bây giờ đau không chịu nổi. Sao lạ vậy? Sáng nay tôi có ăn phở ở chỗ đó mà bụng tôi có làm sao đâu. Hả? Bụng cậu sao yếu vậy? Cơ địa em nói vậy. Bây giờ chỉ cần ngồi nghỉ ngơi chút là khỏe à. Anh cứ đi với mọi người đi. Để mọi người chờ kỳ lắm. Thôi cậu cứ nghỉ ngơi nha. Mà nếu cần thiết thì cứ về nhà. Nghỉ nha. Em có mang thuốc theo mà. Em cảm ơn anh nha. Vậy anh thôi đi. Tùy cậu ha. Dạ.
Thưa ông, Lena đã đồng ý hợp tác với chúng ta về dự án khu vườn của bạn rồi. Dạ, tôi biết rồi. Sao? Cậu hết đau bụng chưa? Em đỡ rồi anh. Cậu bụng dạ yếu quá. Dạ. Đi ăn kiểu gì mà sao về sớm quá vậy? Linh ơi, em ăn mì không? Anh nấu luôn nha. Sao không trả lời gì hết trơn vậy ta? Không biết ăn uống gì chưa nữa. Đổ bệnh ra lại khổ nữa. Em làm cái gì vậy hả? Em mặc bộ đồ này đi đâu? Gặp thằng nào? Nói! Em không có gặp ai hết. Đừng có giấu anh nữa. Nói đi. Có phải em gặp thằng nhân tình ảo trên mạng không? Hả? Anh đừng có nói bậy nghe. Chưa nói là thằng nào. Em thích thì em mặc thôi. Mắc gì anh phải hỏi. Trời ơi, cô tỉnh lại đi. Cô đừng có khùng quá. Trời, em mặc cái đầm mới mà anh cũng tra hỏi như tù nhân vậy. Anh ích kỷ vừa thôi. Anh có bạn bè bồ bịch. Anh phản bội em, phản bội gia đình này. Em không nói gì hết á. Anh đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Đi đi. Cô dám đuổi tôi hả? Ở với anh á, em không đổ bệnh, em cũng phát khùng mà. Thôi, anh đi qua phòng bên ngủ đi. Xỉu. Đang bay trên một vùng trời. Khi một đàn xéo bay trên một vùng trời, và khi con đầu đàn nghĩ mỗi mình, nó sẽ lùi lại nhường chỗ cho con khác làm thủ lĩnh. Tôi nghĩ là anh bớt nói lời qua Mỹ lại đi. Vào thẳng vấn đề. Chúng tôi ra giá cuối cùng 21. 27 tôi sẽ bán. Thiên nhiên đã dạy cho lòng sướng có sự đoàn kết để tận dụng tối đa nội lực của cả đàn để vượt qua những đoạn đường dài. Nếu nhìn không đồng ý, cuộc đàm phán của chúng ta đến đây kết thúc. Chào anh. Đưa giá quá cao. Khi một con quạ muốn uống nước trong một cái bình, nhưng vì mực nước quá thấp, con quạ không uống được đành bỏ đi. Rồi sau đó có hai con quạ khác đi tới và chúng nhìn từng viên sỏi bỏ vào, từng viên một bỏ cho đầy cái bình, rồi mực nước từ trong lọ từ từ dâng lên. Vậy là chúng uống nước được và thỏa cơn khát. Vậy quyết định của ông là gì? Thì chúng ta dùng sức làm đổ cái bình.
Linh ơi, Linh. Vợ ơi. Rốt cuộc là em đi đâu không biết nữa. Alo, Phúc hả? Em về đi, anh hai có quà cho em nè. Quà gì vậy anh hai? Anh hai mới mua cho em cái laptop nè. Em về nhanh đi. Mình phải nhờ lại chút. Mà tiền ở đâu anh mua? Thì tiền anh hai để dành hổm giờ, rồi anh hai ứng lương của ông chủ nữa. Dạ, rồi, hả? Em về liền nha. Cảm ơn anh hai. Chết rồi, mình gửi lộn rồi. Tại sao em lại ở đây? Trả lời anh đi. Nó hẹn em ra đây đúng không? Khốn nạn, tao phải giết mày. Mày ở đâu? Ra đây. Anh đi về đi. Buông ra đi. Em đừng có dại dột như vậy nữa được không? Khốn nạn kia, mày đang ở đâu? Em nói là anh đi về đi. Tao phải giết chết mày. Mày ở đâu? Ra đây. Ra đây. Mày đi ra đây. Anh điên rồi, không có ai hết á, em ra đây hóng gió thôi mà. Em là vợ của anh. Thằng chó kia, tao nói cho mày biết, hôm nay mà tao không giết được mày á, tao không làm người.
đi ra đi. Em đã nói là anh đi về đi, em chỉ nói đi không gió thôi mà. Hôm nay mày không ra đi chứ gì. Được, đi về. Buông ra đi. Buông em ra. Đưa xe. Buông ra. Anh ơi tha cho em đi anh ơi. Anh em lần đầu tiên mới đi ăn cướp. Tại em gái em nghèo quá, không có tiền mua lễ Tết cho nó đi học á. Thôi anh về đồn, muốn gì về đồn giải quyết đi. Chị, tha cho em lần này đi chị, nó giúp mấy ảnh giùm em đi chị. Em mới lần đầu rồi chị. Chị giúp em đi chị. Anh này là ai trong căn nhà này? Dạ, em không biết. Anh ấy là bạn của tôi, anh ấy vừa báo thông tin cho tôi đó. Anh nói mấy ảnh tha cho em đi. Em gái của em không có laptop để đi học, lần đầu em đi ăn cướp á. Thôi bây giờ không nói gì nữa, đưa ảnh về đồn đi. Mời hai anh chị đi theo tôi về đồn luôn. Muốn gì về đồn giải quyết. Chị, nó giúp em đi chị. Nè, tay cậu có sao không vậy? Không sao đâu. Hồi nãy em trèo lên gác, đụng phải cây sắt thôi. Vậy chúng ta đi. Dạ. Cái này là cái gì? Em tự muốn làm gì thì làm, muốn giết gì thì giết hả? Tôi không rảnh để giết lại đâu. Em điên rồi hả? Vợ chồng đang yên đang lành, ly dị là thế nào? Đang yên đang lành. Đúng, anh đã từng cho tôi sự an lành, nhưng chính anh đã đánh mất điều đó. Anh tỉnh lại đi, tôi không chịu nổi anh nữa rồi. Đêm hôm em trốn ra ngoài gặp cái thằng nhân tình não đó, nếu như anh không xuất hiện thì sao? Thì em đã bị tụi nó hãm hại rồi đó. Từ lúc anh cưới tôi về, anh có bao giờ khiến tôi hạnh phúc chưa? Có lúc nào anh quan tâm tới cảm xúc của tôi không? Anh không quan tâm tới em chỗ nào? Em nói đi, nói rõ cho anh nghe coi. Anh nên tự hỏi bản thân mình đi. Qua bao nhiêu thời gian, tôi cảm thấy tôi không còn yêu anh nữa. Hãy giải thoát cho nhau đi. Đứng lại, anh muốn nói chuyện với em. Tôi đi cà phê, anh đừng có lẻo đẻo theo tôi, tôi la lên đó. Anh bị như vậy mà bây giờ mới nói với em, mất hết máu chưa? Mất hết máu mà còn sống được tới giờ hả? Đâu em xem. Anh còn khỏe lắm, em yên tâm đi. Em có mua chút cháo cho anh nè, anh ăn cho nóng nha. Cháo vịt nữa hả? Không phải. Vậy thì may quá. Cháo ngang. Ngồi lên ăn cháo đi nè anh. Để anh. Thôi, tay anh còn đau mà, để em đút cho. Anh kể cho em nghe vụ bắt cướp của anh đi. Thì anh bắt cướp, sau đó nhắn tin đem tới giúp, mà nhắn tin nhầm vô máy của sếp anh, cho nên còn ly kỳ hơn cả phim Hollywood nữa. Gì hả? Cậu đã khỏe hơn chút nào chưa? Dạ, em cũng đỡ rồi. Thôi, anh lo ăn đi, ăn nhiều nhiều vô. Chừng nào mà anh khỏe, qua nhà em nấu cho anh ăn nha. Vậy phải ráng ăn cho nhiều nha. Sáng á, em đi gấp quá, không có nấu cho anh ăn được. Cái này em mua ở ngoài á, anh ráng rồi, ăn nha. Cảm ơn. Đây là ít tiền viện phí, thanh toán nha. Thôi, anh ăn đi, ăn cho khỏe. Anh no rồi. Chào mọi người. Dạ, chào anh Quang. Dạ, chào anh. Ủa anh ở chưa?
Nói chung là không có gì đáng kể đâu. Chỉ sức nhẹ thôi. Dạ. Cũng may là không nhiễm trùng á. Không có gì đâu. Một vết sứa rất nhỏ thôi mà sếp phải lo lắng. Sếp đưa anh đi bệnh viện. Không có gì đâu. Nghe nói đâu là anh bắt cướp giúp người đẹp phải không? Nên mới bị vậy á. Thiệt không? Có đâu, chỉ là xây xác nhẹ thôi à. Chẳng qua thấy chuyện bất bình nên anh ra tay thôi. Anh Hùng cứu mỹ nhân. Đừng có coi thường anh Quang, thư ký của công ty mình nha. Thôi mọi người làm việc đi. Dạ. Thôi làm việc đi mọi người. Cậu Quang, cậu đi theo tôi. Dạ. Mọi người làm việc nha. Ủa sao vậy? Dạ, sếp kêu em có mặt ngay. Cậu qua bên kia ngồi đi. Em ngồi đây làm gì hả sếp? Cậu cứ ngồi yên đó đi. Tôi kêu cậu ngồi thì cậu cứ việc ngồi. Tắt điện thoại đi. Cậu ngồi yên đó. Cho tới khi nào tôi gọi thì cậu đứng lên thôi. Dạ. Còn nếu như mà cậu không muốn thì cứ xin nghỉ việc thôi. Dạ em vẫn đang ngồi mà sếp. Em sẽ ngồi đây cho tới khi nào sếp chán thì thôi. Tiếng là ngồi thêm một tiếng. Anh còn yêu Linh không? Yêu nhiều lắm. Em có cách này. Em vô đây ngồi uống nước với anh nha. Đi ngồi đây nói chuyện với anh một chút. Em với anh có gì đâu để nói. Có nhiều chuyện lắm. Em cứ ngồi đi, anh nói cho nghe. Đây em ngồi xuống đi. Em uống nước đi. Đã ngồi xuống đây rồi, em uống miếng nước coi. Ừ. Cuối tuần anh với em hẹn hò nha. Một bữa cuối cùng thôi. Còn hẹn hò gì nữa? Anh đừng có bày trò. Anh có bày trò gì đâu. Mấy năm ở với nhau, dù gì cũng có tình nghĩa vợ chồng. Phút cuối chỉ mong em hẹn hò với anh một lần thôi. Nếu mà được vậy, anh không còn gì để hối tiếc hết trơn á. Em đồng ý nha. Chỉ một lần này thôi. Đây đây, để anh rót nước cho. Nè, anh mời em. Dạ,
Chị đẹp, đem tới đây làm gì vậy? Vô trong đi rồi cậu biết. Đây là vườn lan của nhà dì tôi. Dạ, đẹp quá hả chị? Làm đi. Vậy làm gì ạ? Làm gì chị đẹp? Chị biết tại sao em gọi chị là chị đẹp không? Tại cả công ty ai cũng gọi vậy hết. Chị đẹp hả? Nghe cũng được đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ của cậu á là theo dõi sự phát triển của vườn lan này và làm bản kế hoạch. Mỗi cuối tuần á, cậu phải báo cáo lại với tôi. Theo dõi vườn lan này hả? Đúng, từng cây một. Em là thư ký mà. Tôi thuê cậu về làm việc. Tôi nói cái gì cậu phải nghe cái đó. Đừng có nói nhiều. Nhưng mà em đâu biết gì về Lan đâu. Bây giờ chưa biết. Cậu làm từ từ rồi sẽ biết. Vậy đi nha. Tôi phải đi làm việc nữa. Nhưng mà khoan đã chị. Chị bỏ em ở đây một mình hả? Em nghe nè. Em yêu, em ăn sáng chưa? Em chưa ăn đâu. Em còn buồn chồng hả? Em lỡ nhận lời hẹn hò lần cuối với anh ta rồi. Nhưng giờ em không muốn đi nữa. Em nghĩ đúng lắm. Không nên đi nữa. Vì nó là cái bẫy. Bẫy hả? Em không biết rồi đó. Báo chí đăng tin chồng tức vợ, rồi sau đó giết vợ. Nếu không thì cũng đánh cho vợ bầm dập. Em đừng có dại mà mắc mưu. Nhưng mà chồng em á, không có ác như vậy đâu. Biết làm sao được. Anh lo cho em thì anh nhắc thôi. Em yêu anh nhất. Cuối tuần này anh gặp em. Gặp ở đâu? Chỗ mới. Tối anh nhắn cho. Dạ. Bảo có thể đang ủ mưu hại mình. Người tình lúc nào cũng nghĩ cho mình hết. Nhất định phải gặp anh ấy. Đây. Anh thấy sao? Đẹp thiệt đó. Em mời anh. Mời em. Lan. Đẹp thiệt ha. Em xong nhiệm vụ rồi nha. Anh với Linh hẹn hò vui vẻ nha. Thôi em về đây. Được rồi, cảm ơn Lan nha. Nếu như không có Lan, anh không biết phải làm sao nữa. Em về nha. Cảm ơn em. Em tới nha, anh đang chờ. Rồi. Anh dẫn em đi đâu vậy? Em đừng mở mắt đó. Anh định làm gì vậy? Được rồi, em mở mắt ra đi. Linh nè. Hả? Làm vợ anh nha. Đẹp quá ạ.
Đứng lại đã. Anh buông ra. Em đứng lại đi. Đứng lại. Buông tôi ra. Nguyện vọng cuối cùng của anh là anh cho em thấy anh yêu em nhiều tới cỡ nào. Nhưng em lừa anh. Tại sao em lại như vậy? Tại sao em lại ra đây? Em tìm ai? Có phải cái thằng nhân tình ảo của em không? Rõ ràng là em đang đợi hắn kia mà. Anh đừng có nói nữa. Anh là đồ phá hoại. Tôi đi gặp bạn của tôi mà anh cũng không cho nữa. Anh muốn tôi như cái bình bông di động trong nhà của anh suốt hả? Em hẹn bạn nào ở đây? Bạn nào mà hẹn giữa công viên khuya khoắt như vậy? Trời ơi, em đã bị lừa rồi, em có biết không? Em làm ơn tỉnh táo lại đi. Đi, đi về với anh đi. Anh buông ra. Buông tôi ra. Buông ra. Buông ra. Tích tắc giờ từng giờ trôi qua, những phút giây hoang phí kia. Chẳng còn nhiều thì giờ để mà cho nhau cùng đi xem phim. Này người yêu của tôi hãy vui